Ninh ô tô Hải Dương xin kính chào toàn thể quý khách nhé. Tiếp tục thì hôm nay đây em lại về thêm được một siêu phẩm. Toàn nhìn cái thương hiệu logo như này thôi thì các bác đã đoán được phần nào rồi đúng không ạ? Vâng, và hôm nay em về thêm được cho mình một mẫu xe, một phân khúc hạng sang, một mẫu xe Camry. Camry đời 2009 số tự động, và đây là một chiếc xe đến từ bản nhập đài cho em. Số tự động và chuẩn xe của giám đốc đi đấy ạ. Chỉ cần nhìn cái form dáng bên ngoài thôi các bác nhìn thấy này. Form dáng nó mang lại một cảm giác rất là sang trọng. Nội thất máy móc bên trong thì đi, bác nào đã từng đi Camry rồi thì các bác biết này, rất là đẳng cấp luôn đúng không ạ? Thì bây giờ em sẽ đi chi tiết hơn nữa này. Với cái mặt ga lăng, với những cái đường dập lồi trên thân xe, cũng như là cái mặt ốp mạ chrome ở trên cái phần giữa của mặt là ga lăng rất là đẹp này. Đèn là đèn bi salon siêu sáng cho em, kết hợp với đèn halogen rất là sáng luôn. Đèn gầm đầy đủ cho em này. Biển 34M là biển của thành phố Hải Dương, quê mà em Hương đang làm việc và sinh sống này. Camry 209 số tự động, trang bị động cơ 2.0. Gương kính thì cụp xe chỉnh tự động cho em các bác nhìn này. Bật lên phát là gương sẽ tự động cụp xe như thế này cho em. Và khi các bác đóng lại này, điều khiển là khóa khiển như này nhá, cụp này, lại cụp vào rồi. Rất là tiện ích cho mình luôn. Đèn bi salon hai bên đều không hề bị hắt hơi hay là mờ nước, cũng như đèn gầm đầy đủ rồi. Xi nhan cũng được tích hợp trên gương rồi, tích hợp luôn cả xi nhan trên gương. Với cái dàn lốp thì gần như là còn rất là mới đẹp cho em, từ cái những cái khe rãnh này cũng như những cái lông này vẫn còn đẹp này. La răng thể thao, và điều đặc biệt là chiếc xe này là bốn bánh đều được trang bị phanh ABS chống bó cứng này, đi rất là an toàn cho em, gầm bệ sạch đẹp luôn. Chỉ cần nhấn một nút nhẹ thôi. Đấy, gương kính là tự động cụp xe tự động cho em này. Xi nhan tích hợp trên gương, có ốp hết mạ cờ đô cao cấp ở cái phần vỉ chắn mưa cũng như phần trên của kính này. Đi sâu hơn nữa và bên trong thì các bác có thể nhìn thấy này, toàn thể khoang động cơ, máy móc cũng như nội thất của xe. Thì em quay nội thất trước nhá. Nội thất đây, nhưng mà quay cho khách hàng nhà mình từng con ốc nhỏ nhất ở phần cánh cửa này. Táp ly thì đẹp căng cho em, Camry hạng sang mà. Phần này là bằng da mềm, thông hơi thoát khí cho em này. Keo chỉ zin đẹp căng. Có đèn cảnh báo khi mở cửa, ở cái mỗi cánh cửa đều có cho em nhé. Kệ bước chân lên xuống này. Camry các bác nhìn rõ chưa? Camry này, ốp mạ chrome này, sticker của nhà sản xuất cũng như móc khóa này. Từng con ốc nhỏ đều quay cho mình luôn. Ghế da thì đều là ghế da cao cấp zin đẹp rồi. Nhưng bác tài mùa cái mùa hè thì các bác thích những hạt massage ghế như thế này hơn để cho nó đỡ bị cho nó đỡ bị nóng ấy. Vào bên trong vô lăng thì có gì? Vô lăng tích hợp là bốn chấu này, tổ hợp phím bấm trên vô lăng, có đầu, có cả gì nhỉ, túi khí an toàn này. Và chiếc xe này thì có cho em là tắt bật cảm biến này, gương kính cụp chỉnh điện auto tắt bật cảm biến, cụm đồng hồ đây ạ, tại vì bên trong xe hơi tối nên nhìn hơi khó này. Tắt bật cảm biến có này, số tự động cho em, đăng ký thương hiệu bản quyền rồi cho em mà nhé. Có sấy sưởi kính này, lấy gió trong ngoài ba vị trí này, màn hình giải trí cũng có rồi cho em, hỗ trợ đầu DVD, từ những cái điều hòa, thanh gió chỉnh hướng này, hoạt động hoàn toàn bình thường, không hề có dấu hiệu là bị vỡ hay là bị liệt gì cả. Đây các bác nhìn này, đầu đài của một chiếc xe sang này. Sau bên trong đây thì sẽ là gì? Có gì? Có tẩu thuốc này, cổng USB, cổng sạc 12V luôn. Và bên đây thì có hai cái để nước cho mình, thiết kế rất là sang trọng luôn. Ốp hết mạ vân gỗ như thế này cho em. Đây các bác ấn vào đây. Có cổng sạc 12V, cổng AUX đầy đủ cho mình, ghế da đẹp căng. Có cả bệ tì chống mỏi tay như thế này nhá. Và bên trong nó là một cái khoang cốp cực kỳ lý tưởng cho khách hàng nhà mình. Giấy tờ quan trọng hay cũng như một chút gì đấy quỹ đen quỹ đỏ các bác giấu vào đây cho em. Hai tầng bảo mật như thế này là bà xã nhà mình không biết được đâu ạ. Cả những cái trần đèn như thế này, những cái tiểu tiết thôi nhưng vẫn còn nguyên. Thảm là trần này là lì cao cấp cho em nhá, lì đẹp cao cấp cho em. Ô, Hải Dương đang bắt đầu mưa. Thời tiết Hải mưa thì lúc lắng lúc mưa rất là thất thường luôn. Đánh chiếc xe ra, một siêu phẩm Camry ra, một chiếc Camry xịn tét đẹp cho em, đời 2009 số tự động. Và em đang Hương đang bán với giá là 420 triệu. Các bác nhìn cho em này, chỉnh gương kính này, cụp xe tự động này. Đây, tự động auto hết cho em rồi. Bốn quả loa to bản, trang bị bốn cánh cửa này, keo chỉ in cánh cửa. Vừa rồi thì em cũng đã quay bên trong khoang nội thất rồi.
Nội thất thì ghế da đẹp rồi, sấy sửa kính đầy đủ nhá. Phanh ABS chống bó cứng này, tắt bật cảm biến đầy đủ cho em. Bây giờ thì em sẽ mở ra hết những cái cánh cửa tiếp theo để quay review cho tất cả khách hàng nhà mình, để thấy rằng chiếc Camry đời 2009 này nó đẹp xuất sắc như nào. Đời 2009 nhưng vẫn giữ được zin con ốc cho em. Ví dụ như chiếc con ốc này còn nguyên bút chấm sơn này, không một con ốc nào bị vặn xoáy này. Đấy, móc khóa trẻ nhỏ thông minh cũng còn cho em, từng cái nút cao su giảm chấn này cũng vậy luôn. Đây, đèn cảnh báo khi mở cửa này, lỗ thoát nước tròn xoe. Kệ bước chân lên xuống thậm chí là còn chưa bóc cái này. Các bác nhìn này, kệ bước chân lên xuống còn chưa bóc giấy này, còn để nguyên này. Móc khóa cửa đẹp cho em nhá. Ghế da cao cấp xịn đẹp rồi. À, điều hòa nóng lạnh hai vùng rõ rệt, hàng ghế thứ hai cũng có cho em là có vùng nóng lạnh ghế này. Điều hòa mát lạnh cho em, thảm sạch sẽ rồi. Với cái chiếc Camry này thì bốn bánh đều được trang bị cho em là phanh ABS chống bó cứng này. Lốp đây, nhìn cái tên lốp thôi đã thấy là chất lượng rồi đúng không ạ? Rồi, các bạn nhìn la răng nó sáng quắc như thế này cơ mà. Phanh ABS chống bó cứng đầy đủ luôn. Mở khoang cốp thì cũng như giống như là mở khóa bằng điện này các bác này. Bấm khóa điện phát lên là sẽ khoang cốp sẽ mở rất là nhẹ nhàng luôn. Khoang cốp bản sedan này em còn cứ nghĩ nó là một cái giường cơ. Khoang cốp rất là rộng rãi luôn. Lốp sơ cua cũng như là dụng cụ tăng kích lốp còn đẹp căng thêm này. Các bác nhìn này, vì một tay em không đang cầm điện thoại quen nên nó hơi khó. Khoang cốp thì rộng rồi. Phía sau xe thì có trang bị cho em là hai mắt cảm biến va chạm và có chế độ tắt bật cảm biến này. Bô này các bác nhìn đây, từng cái máng nước phía sau này. Keo chỉ lắp cabo, keo chỉ lắp cốp, xin lỗi nhé, keo chỉ lắp cốp còn đẹp cho em. Thảm sạch sẽ luôn. Có cam lùi đầy đủ cho em Lê Hương các bác nhé. Đây vì rồi vừa nó hơi bị mưa một chút. Hơi bị mưa một chút nên là nó hơi ướt cái phần sơn bên ngoài. Đứng góc nghiêng như này để khách hàng nhà mình xem được này. Nước sơn đen bóng đẹp căng vì có hơi một chút nước mưa nên nhìn nó hơi lấm tấm ở trên cái phần thân xe, vỏ xe này. La răng đẹp này, phanh ABS này, gầm bệ em cũng quay hết cho mình luôn. Camry 2009, em khóa cửa rồi. Camry 2009 số tự động bản nhập đài cho em nhé. Trang bị động cơ 2.0. Điều hòa thì hai vùng rồi đây. Ok. Từng cái móc khóa cửa cũng như từng con ốc còn đẹp căng cho em này. À, bệ chống tỉ mỏi tay, tất cả phần này đều là da mềm đẹp, táp đi không hề mòn bóng này. Đây cũng có thể để đồ đây nhá. Một mẫu xe hạng sang của bác giám đốc đi mà. Chốt móc khóa cửa này, keo chỉ zin luôn. Tay nắm cửa được ốp mạ chrome cao cấp, gương kính này, chỉ số gương kính thì liền đời theo xe cho em. Táp ly đây, nổi bật trong bên trong khoang động là nội thất, nó sẽ có những cái như là những cái đường đây các bác nhìn này, ví dụ như là cái đường giả vân gỗ này. Đấy, rất là đẹp luôn, táp ly đẹp căng, keo chỉ zin này. Bệ chống mỏi tay này. Túi khí an toàn cũng được trang bị ở trên vô lăng cũng như là ở trang bị ở trên này. Đấy, em đã nói rồi này. Các bác nhìn này, em xin phép được quay cái này đi. Đây. Chức vụ giám đốc, chuẩn xe giám đốc chị ạ. Chức vụ giám đốc đây, họ tên, năm sinh, mã số là em xin phép được quay tên, che tên của bác giám đốc đi này. Đấy, giám đốc nhá. Điều hòa mát lạnh rồi. Đấy, rất là đẹp luôn. Bây giờ thì em sẽ đến phần khoang nội thất, rồi thì em sẽ đến phần khoang động cơ máy móc của chiếc xe. Em sẽ quay khoang động cơ máy móc của xe này. La răng thì đều là la răng đẹp rồi, phanh ABS xi nhan trên gương. Em sẽ mở khoang trái tim của chiếc xe để cho các bác có thể xem được bên trong khoang động cơ máy móc nhé, của chiếc Camry 2009 này. Những bác nào thật sự yêu thích chiếc xe Camry này, nhấc máy lên và gọi nghe cho em Lê Hương có hotline 0354602790 để được em Lê Hương tư vấn này. Một chiếc xe duy nhất Camry hạng sang của một bác giám đốc đây ạ. Đây, khoang động cơ máy móc của phần chiếc Camry thiết kế đầu rất là to như thế này. Bốn phanh ABS dẫn đến này, phanh ABS này. Với cái đôi thụt như thế này rất là nhẹ nhàng cho em. Mở lắp cabo lên phát rất là nhẹ nhàng. Các bác nhìn này,
nhìn này, khoang động cơ máy móc đây nhé. Mở ra trái tim của chiếc xe để khách hàng có thể nhìn thấy cho em này, chất như thế nào, đẹp như thế nào, đúng không ạ? Một chiếc duy nhất thôi ạ. Keo chỉ zin lắp cabo đẹp cho em từ nghĩa giòn còn nguyên này. Những cái lốp dập của nhà sản xuất đây ạ, tôi thụt này, từng con ốc nhỏ nhất. Ngay cả cái thảm chống nóng giảm nhiệt như là giảm tiếng ồn còn đẹp cho em, không hề bị lở. Nếu như chạy nhiều mà xe lát thì sẽ lở hết những cái này ra, không bao giờ giữ được nguyên bản như thế này đâu ạ. Vừa rồi thì em Lê Hương đã quay một video chi tiết nhất về mẫu Camry đời 2009, số tự động bản nhập khẩu. Giá chào bán của chiếc Camry này là 420 triệu. Giá này thì em sẽ bao rút hồ sơ với hàng nhà mình, cũng như là vẫn có thể linh động hơn được về giá này. Những bác nào thật sự yêu thích này, nhấc máy lên đi ạ và gọi ngay cho em Lê Hương 035 460 2790. Còn bây giờ thì em xin chào và hẹn gặp lại tất cả khách hàng thân yêu vào những video tiếp theo ạ.